Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thôi mình sẽ cùng mọi người tô màu bức tranh về chú cá voi xanh ở dưới đại dương. Đây là chú cá voi xanh ở dưới đại dương mà mình đã truy tìm bấy lâu nay nha mọi người. Và đây this là sĩ voi xanh, giá sĩ mình. Bây giờ mình sẽ vẽ nha. Mình sẽ tô màu cho con cá voi xanh này nha mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ tô màu luôn nha. Em định cuối tuần sau về Hà Nam. Và tiếp theo mình sẽ tô màu cho con cá voi này bằng một màu xanh lá cây áo xanh nước biển đậm phía bên trên nha. Hôm trước anh lấy ảnh em để up vào kênh mới ạ. Tại sao ạ? À, ra hỏi anh Đức là hôm trước anh lấy ảnh em để add vào kênh mới. Mà kênh đấy lại không ấy nữa vì đang không lên view. Kênh đấy không lên view thì có trả lại cho người ta không ạ? Kiểu mình mua rồi ấy. Thế thì toi. Mấy cái kênh kháng của em về chưa anh? Về hết rồi. Ngon. Mình thật ra là cũng là thần may mắn đấy chứ. Tại sao con trai đi chơi mà không cần phải make up mà vẫn đẹp trai vậy? Tại sao? Ta có một chiếc con Mustang. Tôi bên trong tâm hồn từng dòng suy nghĩ ta sẽ nhau vì đầu bếp. Ê, trời ơi, muốn đi về nhà gội đầu quá. Và mình sẽ tô bụng của và mình sẽ tô mộ bụng trông mệt. Thế là
Và đây là chú cá voi của mình. Sau khi mình đã tô màu được một nửa nha, bây giờ mình sẽ tô nốt và sẽ cho mọi người xem thành quả ở cái video nhé. Người được chọn. À, mua con thỏ về cho Min chơi. Không. Đây này. Nhà người ta nuôi mèo với nuôi thỏ. Anime live action. Ấy ấy Let me be a woman. Woman. Chị Huyền. Táo lựu bên ý còn không còn thịt. Táo lựu bên ý không còn thịt thì về lấy mà ăn. Ấy là có ăn đâu ấy. Gạo múc mẹ rồi cơ. Em bảo mẹ mua thêm cân gạo, chả mẹ nói gì. Em bảo mẹ hôm ở nhà ấy, mẹ mua cho con cân gạo. Mẹ bảo xong sao chả cái gì. Không sao chả cái gì. You see. Và mình sẽ tô cho bong bóng nước cá này bằng một màu xanh nha. Let me be your woman. Mèo nhà người ta xinh ấy nhở. Đây mới gọi là mèo Tây. Con mèo nhà mình nó mà sao. Em mua tóc giả cho anh đội nhá. Đây này, hất không rơi luôn. Ảo ấy nhở, sao tóc này chỉ đội lên đầu mà nó không rơi nhở? Thế á? Nhưng mà tóc giả đẹp thật, đẹp hơn cả tóc cắt luôn. Hay là mua? Mua anh đội lên đầu. Quỳnh Như bị phốt. Bị phốt là giật chồng người khác. Ai? Quỳnh Như. Xong rồi bị chặn mẹ tài khoản luôn. Bị TikTok xóa tài khoản luôn rồi. Tính trước rồi mà. Tưởng bị trước đấy rồi. Này này, mới lập lại nick mới. Bỏ mẹ follow rồi nhé. Mình sẽ tô nốt con cá voi và sẽ cho mọi người xem kết quả ở cuối kênh ngay bây giờ nhé. Let me be your woman. Woman, woman, woman.